Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: Lạy Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để Con cũng ban sự sống đời đời cho những kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng, và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha, và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian. Phần con về cùng Cha. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, những gì chúng con thân mến, trong 3 ngày này, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tôi cùng mọi người tìm hiểu về 7 ơn của Chúa Thánh Thần mà chúng ta vẫn nghe đến. Hôm vừa rồi tôi khảo giáo lý các em thêm sức. Trong giáo lý, bài về Chúa Thánh Thần có nói tới 7 hồng ân này. Nhưng khi tôi hỏi các em nói cho tôi 7 hồng ân thì nhiều em ú ớ, không thuộc, không nói được. Chắc có lẽ cũng chẳng học bài ở nhà, và nghe qua như là một cái gì đó nó chỉ đi qua tai này lọt qua tai kia. Và vì vậy cho nên 3 ngày này tôi xin mời mọi người cùng tôi nhớ lại 7 ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã được ban một cách dồi dào trong bí tích thêm sức. Đó là ơn khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu, sức mạnh, thông minh, đạo đức và kính sợ Chúa. Đó là 7 ơn. Ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 2 ơn: ơn khôn ngoan và ơn thông hiểu. Khi nói tới ơn thông hiểu thì trong Cựu Ước, Thiên Chúa được coi là ánh sáng đích thực của Israel. Không có ánh sáng ấy, dân sẽ đi trong tối tăm và lạc lối. Để được như vậy thì Ma-i-se đã cầu nguyện rằng: Xin tỏ cho Con biết đường lối của Ngài. Nếu không có ánh sáng của Thiên Chúa, ông sẽ bị bơ vơ và lạc lõng. Còn vua David thì lại cầu khẩn: Xin cho Con được trí thông minh, hiểu biết, để Con vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Chúa Giêsu đã hứa ban thần chân lý là nhiệm vụ của Ngài, là soi sáng cho toàn giáo hội. Chúa Thánh Thần đem đến cho mỗi người tín hữu một sự hiểu biết ban đầu về chân lý đức tin, rồi Ngài sẽ kiện toàn chân lý đức tin ấy bằng những ân huệ của Ngài, để mỗi người chúng ta khi tiến sâu vào trong đời sống của Đức Giêsu Kitô, khi tham dự thánh lễ, lãnh các bí tích, học giáo lý, nghe kinh thánh, chúng ta được Chúa Thánh Thần tác động để chúng ta hiểu sâu xa hơn về mầu nhiệm của Thiên Chúa, về Đức Giêsu Kitô và về Thánh Thần mà Ngài ban. Thông qua ơn hiểu biết hay ơn thông hiểu này, người tín hữu
sẽ nắm chắc được chân lý đức tin. Thánh Thần sẽ soi sáng chúng ta bằng một ánh sáng mạnh mẽ nhất, giúp chúng ta nhìn thấy rõ những gì hiện nay còn đang mù mờ, mà Thánh Phaolô gọi là mù mờ qua một tấm gương, để rồi sau này sẽ được sáng tỏ. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, nhờ ơn thông hiểu, mỗi người tín hữu có một niềm tin kiên vững mà không có gì lay chuyển được, bởi họ đã hiểu rõ về Thiên Chúa qua ơn thông hiểu này. Để đạt tới mức độ hiểu biết đó, trí óc con người chưa đủ, cần Thánh Thần tuôn đổ hồng ân của Ngài một cách đặc biệt, tùy theo chúng ta đáp ứng với ân sủng. Ở đây chúng ta hiểu là Chúa sẵn sàng ban ơn cho chúng ta. Ngài không hẹp hòi, Ngài quảng đại, nhưng do mỗi người chúng ta mở lòng để đón nhận ân sủng ấy. Mà một bài hát nào đó chúng ta vẫn hát: Chúa ban cho con mà tay con vẫn mở rộng ra chẳng bao giờ vừa. Ơn thứ hai là ơn khôn ngoan. Trong tất cả ân huệ của Chúa Thánh Thần, tôi muốn nói rằng một ân huệ mà tất cả chúng ta cần rất đặc biệt, đó là ơn khôn ngoan. Ơn đấy được đặt là ơn đầu tiên khi được sướng lên: xin cho, trong lời nguyện của Bí Tích Kim Sách, xin cho người này được thần trí khôn ngoan và thông hiểu. Nó cho chúng ta biết Thiên Chúa và vui với sự hiện diện của Ngài. Đây là một ơn rất đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Thiên này, ơn này là ơn để cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa, và chúng ta vui vì Ngài hiện diện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và nhờ ơn khôn ngoan, qua giao tiếp hàng ngày với người khác, chúng ta thấy một cơ hội để chúng ta thi thố lòng yêu thương, bác ái, làm việc tông đồ một cách hiệu quả, và nhất là đưa họ về với Thiên Chúa qua sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đó là ân sủng Thánh Thần. Được ơn khôn ngoan soi chiếu, các thánh nhân đã hiểu ra được ý nghĩa đích thực của các biến cố trong cuộc đời, dù lớn hay nhỏ, thành công hay thất bại, hy vọng hay sầu khổ. Vì thế, các thánh coi đau ốm bệnh tật không là bất hạnh, cũng không chống lại những đau khổ phải chịu, vì các ngài hiểu rằng Thiên Chúa thi ân giáng phúc bằng nhiều cách, mà Thiên Chúa thường ban ân huệ kèm theo thánh giá. Các ngài hiểu rằng mọi sự không thể giải thích theo quan điểm thuần túy của con người, mà phải nhìn với con mắt của Thiên Chúa. Ngay cả trong biến cố đau thương nhất, người có ơn khôn ngoan vẫn nhận ra đó là ân huệ mà Thiên Chúa ban để huấn luyện mình. Đây là ơn đặc biệt. Đau khổ, bệnh tật, và chẳng may ai trong chúng ta đi khám bệnh và rơi vào trong tình trạng một căn bệnh nan y, bị ung thư phổi, ung thư gan, ung thư ruột, hoặc là bị một cái chứng bệnh không có thuốc chữa, thì với ơn khôn ngoan chúng ta đón nhận mọi ân huệ, mọi đau khổ ấy để huấn luyện. Và Chúa dùng cái đau khổ, Chúa dùng bệnh tật ấy để huấn luyện và thanh tẩy chúng ta. Và qua đau khổ, qua bệnh tật ấy, chúng ta tháp nhập một chút đau khổ, bệnh tật của chúng ta vào với đau khổ và thập giá của Chúa, để xin lại ơn cứu độ cho chúng ta và cho những người khác. Ở đây chúng ta hiểu ơn khôn ngoan, Chúa Thánh Thần đẩy chúng ta tới đau khổ, hay là những đau khổ đến với cuộc đời của chúng ta để chúng ta đón nhận trong niềm vui, và qua đó xin ơn cứu độ cho mình và cho người khác. Và vì vậy ơn cứu độ không phải mang tính ích kỷ mà là quảng đại, và như thế chúng ta đang cộng tác vào trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu.
Bởi vì chính Ngài chết không phải chỉ cho Ngài, nhưng là cho mỗi người chúng ta, cho từng người hiện diện trên thế giới, và kể cả kẻ thù của Ngài. Đó là ơn cứu độ, đó là mầu nhiệm từ nàng phục sinh của Đức Giêsu Kitô mang lại giá trị tuyệt vời. Nhờ ơn khôn ngoan, những thôi thúc của ân sủng sẽ mang lại cho chúng ta một bình an lớn lao. Chúng ta nhờ ơn khôn ngoan mang lại cho chúng ta sự bình an. Đang lúc khủng hoảng về đức tin, khủng hoảng về những đau khổ xảy ra, khủng hoảng trong gia đình của mình, thì tôi mời gọi mọi người hãy nài xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho chúng ta. Hãy chúng ta sống lại cái ơn khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần đã ban, để rồi chúng ta tìm lại được sự bình an trong tâm hồn. Rồi không những cho chúng ta mà sự bình an ấy còn cho hàng xóm láng giềng, cho thân bằng quyến tộc của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ được Chúa nâng đỡ để đem niềm vui đến bất cứ nơi đâu mà chúng ta đi tới, và tìm ra đúng lời lẽ để hòa giải tất cả những ai đang bất hòa với nhau. Đây là tuyệt vời, sự tuyệt vời của ơn khôn ngoan. Chúng ta thấy có những người họ học không có giỏi, nếu không muốn nói là dốt nát, thế mà nhờ ơn khôn ngoan họ sẵn sàng đi tới tất cả mọi nơi, dùng lời lẽ của mình để hòa giải tất cả những ai bất hòa. Chúng ta không tìm ở đâu xa, chúng ta tìm ngay vào các thánh tông đồ Phêrô, Giacôbê, Gioan, những anh em đấy, những người theo Chúa Giêsu đấy, họ đâu có học mấy đâu, chỉ là anh chài cá thôi. Thế mà sau khi Thánh Thần hiện xuống với ơn khôn ngoan, các ngài dùng lời lẽ của mình để thuyết phục mọi người, để hòa giải sự bất hòa trong giáo hội, trong những nhóm của Do Thái giáo, của Hy Lạp, của những anh em tòng giáo mới trở lại đạo do lời giảng của Phêrô và của Phaolô. Đó là ơn khôn ngoan. Và vì vậy cho nên Ngài xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những ơn của Ngài. Và ngày hôm nay xin Ngài giúp và cho chúng ta sống lại hai ơn mà tôi vừa trình bày: ơn thông hiểu và ơn khôn ngoan, để chúng ta hiểu biết chân lý của Thiên Chúa, có một đức tin vững chắc, và chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta đón nhận tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình, để thác nhập vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Amen.